Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký sắc lệnh về việc thắt chặt an ninh đối với cây cầu nối bán đảo Crimea với Nga sau vụ nổ khiến một phần cầu bị sập. Vụ nổ cầu đã làm gián đoạn tuyến đường tiếp tế quan trọng trong cuộc chiến của Nga ở miền nam Ukraine. Các thợ lặn Nga đã được huy động để kiểm tra thiệt hại đối với cây cầu bắc qua eo biển Kerch vào ngày 9 tháng 10. Ủy ban chống khủng bố quốc gia Nga cho biết một vụ nổ bom xe tải đã xảy ra khiến 7 toa tàu chở nhiên liệu bốc cháy, dẫn đến sập 1/2 đoạn cầu. Trong khi đó, Ủy ban điều tra của Nga thông tin một người đàn ông và một phụ nữ đi trên xe ô tô đang lưu thông trên cầu đã thiệt mạng, nhưng không cho biết nạn nhân thứ ba là ai. Tất cả các phương tiện qua cầu đều được kiểm tra chất nổ. Cảnh sát liên bang và các lực lượng vũ trang Đức đã bắt đầu nhiệm vụ trinh sát nhằm điều tra các hành vi phá hoại đường ống dòng chảy phương Bắc ở biển Baltic. Cảnh sát liên bang Đức hiện đang điều tra các vụ nổ với hai đường ống dòng chảy phương Bắc 1 và 2 với sự trợ giúp của các thợ lặn và công nghệ đặc biệt. Đường ống dòng chảy phương Bắc chảy dưới biển Baltic từ Nga đến Đức bị rò rỉ nhiên liệu và giảm áp suất nhanh vào ngày 26 tháng 9. Trong khi Thụy Điển và Đan Mạch báo cáo về các vụ nổ trong khu vực, công ty vận hành dòng chảy phương Bắc AG sau đó cho biết thiệt hại đối với hệ thống đường ống là chưa từng có. Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA cho biết, vật thể bay qua quần đảo Nhật Bản hôm 4 tháng 10 là tên lửa đạn đạo tầm trung đất đối đất kiểu mới được phóng trong khuôn khổ cuộc tập trận diễn ra từ cuối tháng 9 vừa qua. KCNA cho hay, cuộc tập trận do các đơn vị chịu trách nhiệm vận hành vũ khí hạt nhân chiến thuật thực hiện sau khi Bình Nhưỡng một lần nữa phóng tên lửa đạn đạo hướng ra vùng biển phía đông bán đảo Triều Tiên vào rạng sáng 9 tháng 10, ngày cuối cùng của cuộc tập trận nói trên. Cũng theo KCNA, 7 vụ phóng tên lửa gần đây của Triều Tiên đều là tập trận hạt nhân chiến thuật do nhà lãnh đạo Kim Jong-un đích thân giám sát. Trước đó, tại Đại hội lần thứ 8 Đảng Lao động Triều Tiên vào tháng 1 năm 2021, ông Kim Jong-un đã vạch ra một kế hoạch phát triển quốc phòng 5 năm, kêu gọi phát triển các loại vũ khí hạt nhân nhỏ hơn và nhẹ hơn để sử dụng chiến thuật nhiều hơn. Ngày càng có nhiều người cao tuổi Trung Quốc học cách sử dụng và đón nhận các sản phẩm kỹ thuật số. Hiện tượng này khiến các nhà sản xuất ở Trung Quốc chú ý đến tiềm năng của phân khúc khách hàng vốn được xem là chậm hơn trong việc tiếp cận công nghệ. Hiện nay, nhiều người cao tuổi nhận thấy việc sử dụng thành thạo điện thoại thông minh có thể giúp họ làm nhiều việc, từ việc gọi xe, đăng ký bệnh viện và chụp ảnh. Công nghệ giúp cuộc sống của những người cao tuổi trở nên dễ dàng hơn. Sự phát triển của các sản phẩm kỹ thuật số thông minh góp phần giúp người cao tuổi bớt cô đơn và tự chăm sóc bản thân trong thời đại mà mọi người trong gia đình ngày càng ít có cơ hội gặp nhau hơn. Các nhà phát triển công nghệ cũng đang tung ra các tính năng mới để giúp người cao tuổi tiếp cận công nghệ kỹ thuật số, chẳng hạn như đơn giản thao tác với kích thước phông chữ lớn hơn và trợ lý giọng nói thông minh. Dữ liệu từ báo cáo Trung Quốc cho thấy, tiềm năng chi tiêu của dân số cao tuổi Trung Quốc sẽ tăng từ 560 tỷ đô la Mỹ vào năm 2014 lên 14,9 nghìn tỷ đô la Mỹ vào năm 2050, chiếm 33% GDP Trung Quốc, khiến nước này trở thành quốc gia có tiềm năng lớn nhất trên thế giới về thị trường cho khách hàng cao tuổi. Những ngày gần đây, tình trạng người dân rút tiền trước thời hạn xảy ra tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB sau khi có những thông tin tiêu cực về ngân hàng này lan truyền trên mạng xã hội. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cũng đã có thông tin kịp thời khẳng định sẽ có những biện pháp nhằm tiếp tục đảm bảo hoạt động liên tục và ổn định cho SCB, đồng thời cũng sẽ có những giải pháp chính sách theo đúng với quy định của pháp luật để đảm bảo quyền lợi của người dân gửi tiền tại SCB. Trao đổi với báo chí trong sáng nay, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng khẳng định, ở Việt Nam từ trước tới nay thì những khoản tiền gửi của người dân tại ngân hàng, trong đó có ngân hàng SCB, đều được nhà nước đảm bảo trong mọi trường hợp. Về sức khỏe của hệ thống ngân hàng, nhất là trong tình hình nền kinh tế thế giới biến động, Thống đốc Nguyễn Thị Hồng khẳng định, với vai trò ngân hàng trung ương cũng như là vai trò của cơ quan quản lý hoạt động ngân hàng, khi mà xây dựng, hoạch định chính sách tiền tệ cũng như là các chính sách quản lý ngân hàng nhà nước luôn đặt mục tiêu là kiên định với việc điều hành để góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, tiền tệ và đảm bảo an toàn hoạt động ngân hàng, trong đó có ngân hàng SCB. Thời đại bùng nổ công nghệ thì ngành du lịch ứng dụng số hóa là xu hướng tất yếu thúc đẩy phát triển bền vững, đồng thời là cây cầu kết nối các thế hệ trong bảo tồn, lưu giữ di sản dân tộc. Khi các điểm tham quan vào cuộc ứng dụng công nghệ, ngay lập tức cho thấy tính hiệu quả vượt trội. Đây là phần mềm ứng dụng thuyết minh tự động miễn phí trên ứng dụng di động. Nhờ ứng dụng này, du khách có thể khám phá Hoàng thành Thăng Long với nội dung thuyết minh được thể hiện dưới 3 hình thức: văn bản, hình ảnh và video.
Đặc biệt, người dùng có thể tải ứng dụng về thiết bị của mình để nghe và xem trước. Tôi rất hài lòng với dịch vụ thông minh và ứng dụng di động. Mạng Internet miễn phí rất tốt để tôi kịp thời cập nhật thông tin và tải ứng dụng, rất tuyệt vời. Còn đây được coi là công nghệ mới nhất trong trình diễn, giới thiệu hiện vật lần đầu có mặt tại Việt Nam cũng đã được ứng dụng tại khu trưng bày Báu vật ngàn năm tại Hoàng thành Thăng Long. Từ một mảnh vỡ của cổ vật, công nghệ trình chiếu 3D mapping dùng ánh sáng laser mô phỏng lại những hoa văn độc đáo, gồm cả màu sắc và hình khối của cổ vật. 3D mapping được kết hợp ánh sáng nghệ thuật minh họa không gian hoàng cung, giúp người xem nhận diện rõ hơn vẻ đẹp và tính sang quý của đồ gốm ngự dụng Hoàng gia Thăng Long. Nhờ công nghệ này mà gian phòng trưng bày cũng tái hiện bằng ánh sáng không gian vườn thượng uyển hay căn phòng của vua, hoàng hậu, minh họa sinh động cho trưng bày cổ vật. Có một cái đĩa, nó chỉ là một mảnh vỡ của cái đĩa. Thì sau khi vá lại thành một cái đĩa hoàn chỉnh thì mapping các cái hoa văn lên để cho nó thành một cái đĩa đầy đủ để cho người ta có thể hình dung được là trước kia cái đĩa như thế nào. Phương pháp trưng bày đó là kết hợp giữa tĩnh và động. Tĩnh ở đây thì đó chính là những cái hiện vật, những cái di vật ngàn năm, những cái hiện vật mà đang thâm trầm tỏa bóng mãi với thời gian, nhưng lại cất cái tiếng nói của 1.000 năm lịch sử. Thì thông qua cái trưng bày này thì chúng tôi cũng mong muốn góp phần quảng bá, giới thiệu về giá trị nổi bật toàn cầu của khu di sản Thăng Long. Cách mạng công nghiệp lần thứ tư xâm nhập vào mọi mặt đời sống xã hội với nhiều ứng dụng rộng rãi, trong đó bảo tồn, phát huy giá trị di sản cũng không phải ngoại lệ. Ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ mới trong kỷ nguyên chuyển đổi số là xu hướng tất yếu, tạo điều kiện thuận lợi cho quản lý bảo tồn di sản văn hóa một cách bền vững, khoa học và hiệu quả, thực tiễn cao. Du khách chủ động chọn trưng bày, thích thú lắng nghe các câu chuyện đằng sau mỗi bảo vật, mỗi bức tranh sơn mài bằng ứng dụng số. Chỉ với chiếc điện thoại thông minh có sẵn, tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, du khách được hướng dẫn tải app nhanh chóng và cách tìm những hành trình khám phá bảo vật. Đơn giản nhưng vô cùng hấp dẫn. Quan trọng là họ có thể đi một mình hoặc đôi nhóm, không cần hướng dẫn viên, một xu hướng tất yếu nếu Bảo tàng Việt Nam không muốn tụt hậu. Đây chỉ là một ví dụ cho thấy công nghệ đã mang tới những trải nghiệm mới mẻ cho khách khi đến với Việt Nam. Em khá là thích tour bảo vật quốc gia, thì đến đây em đã trải nghiệm được hết bảo vật quốc gia ở đây và thấy thông tin đây khá là hữu ích đối với kiến thức của em cho chuyên ngành sau này của mình ạ. Được trải nghiệm ứng dụng iMuseum VFA thì đã cho em một cái trải nghiệm rất là thú vị. Thứ nhất là về ngôn ngữ ạ, thì ứng dụng có đa dạng ngôn ngữ, tổng cộng là 8 ngôn ngữ, thì điều đó có thể không chỉ là em trải nghiệm bằng tiếng Việt mà em có thể trải nghiệm bằng tiếng Anh ạ. Thì từ đó cũng có thể cung cấp cho em một số thông tin mới về các từ ngữ mới về tiếng Anh. Qua đó thì em có thể học được từ vựng luôn ạ. Thông qua việc số hóa, công nghệ về lưu trữ cùng với các phần mềm tái hiện đa phương tiện, công chúng sẽ được tiếp cận, khai thác và tương tác mà không làm tổn hại đến di sản, di tích. Chúng ta sẽ phải số hóa trước một phần hoặc số hóa các cái thông tin giới thiệu liên quan đến cái di sản đó hoặc liên quan các về mặt quá trình lịch sử và tái tạo nó trên cái phiên bản số để quảng bá được đến người đọc trước, đến người dùng, quảng bá đến người dùng, và cái bản chất của việc đấy vẫn nhằm nhiệm vụ là thu hút khách tham quan. Các công trình trên là minh chứng cho thấy sự tham gia nhiệt tình, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ vào bảo tồn, phát huy giá trị di sản. Và đó cũng là cách giúp du lịch thủ đô thêm đẹp và có tính hấp dẫn hơn trong mắt du khách và hội nhập, vươn ra thị trường du lịch quốc tế. Hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số Quốc gia, Trung tâm Thông tin, Tổng cục Du lịch, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Trung tâm Hoạt động Văn hóa, Khoa học, Văn miếu Quốc tử Giám tổ chức chương trình phát hành thẻ du lịch thông minh cho du khách. Đây là một bước đột phá trong việc đổi mới công tác quản lý thông qua chuyển đổi số, hướng tới chung tay bảo vệ môi trường, loại bỏ vé giấy truyền thống. Thẻ Việt, thẻ du lịch thông minh là sản phẩm nằm trong chương trình Thẻ Việt, một thẻ quốc gia do Bộ Công Thương chủ trì. Thẻ du lịch thông minh được ứng dụng công nghệ chip EMV, mã hóa Triple Desk, tích hợp đa chức năng về du lịch y tế, ngân hàng thương mại, giao thông, giáo dục, hỗ trợ người dùng thanh toán một chạm, thanh toán trực tuyến, không tiếp xúc, một xu hướng phổ biến hiện nay. Thưa quý vị, hôm nay mùng 10 tháng 10 là ngày chuyển đổi số quốc gia.
nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai các nhiệm vụ về chuyển đổi số, thực hiện có hiệu quả chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Ngày 22 tháng 4 năm 2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định 505 về ngày chuyển đổi số quốc gia. Theo đó, ngày 10 tháng 10 hàng năm được lấy là ngày chuyển đổi số quốc gia. Với ngày 10 tháng 10, số 1 và 0 là hai số của hệ thống số nhị phân, là ngôn ngữ căn bản của máy tính và cũng là hình ảnh tượng trưng kinh điển cho công nghệ thông tin của trước đây và công nghệ số của thời đại ngày nay. Việc tổ chức ngày chuyển đổi số quốc gia hàng năm còn nhằm nâng cao nhận thức của người dân toàn xã hội về vai trò, ý nghĩa và lợi ích của chuyển đổi số, thúc đẩy sự tham gia vào cuộc của cả hệ thống chính trị, hành động đồng bộ ở các cấp và sự tham gia của toàn dân đảm bảo sự thành công của chuyển đổi số. Với chương trình chuyển đổi số thành phố Hà Nội đến năm 2025, định hướng tới năm 2030, Hà Nội đang hướng tới mục tiêu trở thành một trong năm địa phương dẫn đầu cả nước về chuyển đổi số vào năm 2025 và trở thành thành phố xanh, thông minh, hiện đại vào năm 2030. Để hiện thực hóa được mục tiêu đến năm 2025, thuộc nhóm năm địa phương dẫn đầu cả nước về phát triển chính quyền điện tử, hình thành chính quyền số, thành phố Hà Nội đang đặc biệt chú trọng phát triển dữ liệu và ứng dụng các giải pháp công nghệ mới nhằm nâng cao chất lượng chỉ đạo điều hành, phục vụ hiệu quả người dân và doanh nghiệp, bước đầu đạt nhiều kết quả tích cực. Sở Thông tin Truyền thông được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội giao nhiệm vụ là cơ quan tham mưu chính cho thành phố trong công tác chuyển đổi số, xây dựng chính phủ số, kinh tế số và xã hội số. Vừa qua thì Sở Thông tin Truyền thông Hà Nội cũng nghiên cứu tham mưu cho Thành ủy, Ủy ban nhân dân ban hành nghị quyết của thường vụ về thành phố thông minh chuyển đổi số. Cái này cũng bám sát những cái nghị quyết của Trung ương cũng như của Hà Nội xung quanh lĩnh vực chuyển đổi số. Không chỉ tập trung phát triển chính quyền số, Hà Nội cũng rất chú trọng thúc đẩy phát triển kinh tế, du lịch, dịch vụ dựa trên nền tảng số, coi du lịch là một trong những lĩnh vực kinh tế mũi nhọn của thủ đô. Sở Du lịch Hà Nội cũng đã triển khai nhiều hoạt động, đặc biệt trong đó quan tâm vấn đề chuyển đổi số để thích nghi trong chỉ đạo, điều hành và bám sát các hoạt động chung của ngành du lịch. Với mục tiêu đón hơn 10 triệu lượt khách, trong đó có hơn 1,2 triệu lượt khách quốc tế, tổng thu từ khách du lịch ước đạt hơn 30.000 tỷ đồng. Sở Du lịch Hà Nội cũng tập trung bám sát theo các cái mục tiêu chỉ đạo của Trung ương và của các bộ ngành và các cái chương trình hành động của thành phố để tập trung chỉ đạo trên các cái nội dung trong chuyển đổi số. Hoạt động du lịch cần có cái sự liên kết về dịch vụ của nhiều lĩnh vực. Các doanh nghiệp cũng đã rất chủ động trong việc ứng dụng công nghệ thông tin và thay đổi các cái phương thức trong cái tổ chức kinh doanh dịch vụ của mình, ứng dụng sâu công nghệ thông tin và từ đó thì để khai thác tối đa các hiệu quả công nghệ thông tin và thực hiện chuyển đổi số sâu sắc trong cái hoạt động kinh doanh của mình. Bên cạnh phát triển chính quyền số, Hà Nội cũng đặt mục tiêu kép về kinh tế số, xã hội số, phát triển và hình thành các doanh nghiệp công nghệ số có năng lực đi ra toàn cầu. Đối với các doanh nghiệp trẻ về công nghệ của Hà Nội, bước đầu cũng rất tự tin vào hiệu quả của các sản phẩm phần mềm, trí tuệ made in Việt Nam. Họ tin đó là con đường ngắn để giúp các doanh nghiệp vừa và nhỏ hoạt động hiệu quả hơn trên nền tảng số. Chúng tôi đã có hơn 250 khách hàng. Và hiện giờ trong năm 2021 thì chúng tôi tổng cái giá trị giao dịch ở trên các app của Alibaba cung cấp thì lên đến khoảng hơn 700 tỷ. Từ những cái giá trị thực và những cái kết quả mà những doanh nghiệp họ áp dụng vào họ tăng trưởng. Đấy là cái điều chúng tôi mong muốn. Như vậy, để hoàn thành những mục tiêu kép đề ra, Hà Nội cần có sự phối hợp tích cực của các cấp chính quyền, tổ chức chính trị, xã hội, đặc biệt là người dân và doanh nghiệp trên địa bàn thành phố, để hiện thực hóa mục tiêu Hà Nội xanh, thông minh, hiện đại vào năm 2030. Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế vừa nhận được báo cáo kết quả kiểm nghiệm của Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh Quảng Ninh. Theo đó, phát hiện sản phẩm giảm cân có tên là Poria Supermodel không có nguồn gốc xuất xứ, đặc biệt là có chứa chất cấm sibutramine. Theo thông tin ghi trên nhãn, thực phẩm bảo vệ sức khỏe Poria Supermodel có đơn vị nhập khẩu, phân phối là công ty cổ phần EUIB, địa chỉ tổ 13, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Trong sản phẩm này có chất cấm là sibutramine với liều lượng là 16,3mg một viên. Cục An toàn Thực phẩm cũng khẳng định không cấp giấy tiếp nhận đăng ký bán sản phẩm, công bố sản phẩm, giấy xác nhận công bố phù hợp với quy định an toàn thực phẩm cho sản phẩm này. Trong thời gian các cơ quan chức năng đang xử lý vụ việc, Cục An toàn Thực phẩm cảnh báo và đề nghị người tiêu dùng không mua, không sử dụng sản phẩm có các thông tin nêu trên.